mặc gì đẹp không? Mới mua á. Em thích mặc gì luôn hả? Chứ sao, đẹp mà. Anh nói con gái á, mặc đồ gì mà đầm hay là mặc váy gì kín đáo nó dễ thương hơn ha. Chứ không phải là anh thích cô ta mặc như vậy. Em nói gì vậy? Thơm thì xuống đây.